bên này người ta nuôi tôm, rồi mấy bạn cuốn chui hết qua bển. Trời ơi, con có ba chân à, đừng có đi theo tụi nó. Dạ, không nghe lời đâu. Ham vui. Đi một mình thì sẽ đến cực lạc, còn đi đông quá thì sẽ đến địa ngục. Bởi vì đi theo số đông là không bao giờ mà thành công. Tại mình phải có con đường riêng của mình. Con đường riêng của mình rất là chập trùng, vất vả, nhưng mà nó là đường dẫn đến thế giới tốt đẹp. Còn dễ dàng quá thì chưa chắc. Các đệ tử của em đi theo em như vậy là em vui rồi. Không cần các học trò người cá. Đệ tử của em bây giờ là những con chó cá và những con thú hoang dã trong thiên nhiên. Và các loài vật em phóng sanh đều được em quy y. Họ là bạn bè của em ở trong cái con sông này. Nhờ ơn quý vị Bồ Tát mà chúng ta đã làm được điều này.